chiều 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một em học sinh lớp 6 bị mất tích vào trưa cùng ngày. Trước đó khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày, em TT học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Ninh Hải đi đến trường học. Khi em T điều khiển xe đạp điện đến đoạn đường gần ao Bầu Chùa, thôn Khánh Phước, xã Ninh Hải thì trượt chân xuống ao. Tại hiện trường chỉ có xe đạp điện và chiếc cặp sách của em T rơi trên mặt ao Bầu Chùa. Ngành chức năng địa phương đã huy động công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân để tìm kiếm em T.